Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Bãi cỏ rộng khoảng 10.000 m2 ở Bình Dương bốc cháy, nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy. Gia tăng tình trạng quái xế làm xiếc trên đường, những hình ảnh này sẽ được gửi đến quý vị qua camera 24 giờ. Một lão nông ở Hà Nội có thu nhập ổn định nhờ trồng bưởi diễn theo hướng hữu cơ. Nhiều học sinh ở Quảng Ngãi nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo trước cổng trường, các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý. Các hãng hàng không mở bán hàng trăm ngàn vé máy bay phục vụ dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, thời tiết oi bức dễ dẫn đến quả quạng, đặc biệt là tại các bãi đất trống cỏ khô mọc nhiều. Ghi nhận tại Bình Dương, bãi đất trống cỏ mọc tùm rộng khoảng 10.000 m2 đã bốc cháy dữ dội, khiến cho nhiều người dân trong khu vực hoảng hốt tháo chạy. Vụ cháy xảy ra tại bãi đất trống nằm sát quốc lộ 13 thị trấn Lai Quyên, huyện Bào Bàng. Cỏ bốc cháy ngùn ngụt khiến cho khói bao trùm, nhà xưởng sát bên bị đe dọa. Trời nắng nóng kèm theo gió khiến cho ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy và các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt để tiến hành khống chế ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Nắng nóng không chỉ mang tới nguy cơ quả quạng mà còn khiến cho nhiều dòng sông, con suối khô cạn trơ đáy. Như là tại Đà Nẵng, thưa quý vị, suối Lương, dòng suối duy nhất chảy từ rừng Hải Dân về thành phố này, là nguồn cung cấp nước sạch, nước tưới phục vụ cho các điểm du lịch. Vậy nhưng đầu nguồn nơi này đang trơ trọi đá. Những ngày cuối tháng 3, dòng suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng rất ít nước. Đứng từ cầu bắc qua suối, nhìn về phía hạ lưu và cả phía trên chỉ toàn là đá. Lượng nước chảy về rất ít. Đi ngược lên phía thượng nguồn, cảnh tượng dòng suối khiến nhiều người bất ngờ. Từ dưới gầm cầu đường dẫn phía nam hầm Hải Dân nhìn lên chỉ thấy đá. Cùng với đó là cát sỏi ken kín lòng suối. Nhiều đoạn sạt lở, cây cối còn chắn ngang suối. Cũng có những dòng nước nhỏ len lỏi qua đá về xuôi nhưng rất nhỏ giọt. Suối Lương ở thời điểm nguyên sinh có chiều dài khoảng hơn 15 km. Hàng năm, suối cung cấp nước cho người dân ở hạ lưu để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt, cũng như phòng cháy, chữa cháy rừng. Không những vậy, suối còn đóng một vai trò rất quan trọng trong điều tiết khí hậu của tiểu khu 4A, cung cấp môi trường sống cho các loài động thực vật. Trải qua thời gian, dưới sự tác động của điều kiện thời tiết, so với hiện trạng cách đây khoảng 30 năm đã thay đổi rất nhiều. Vào mùa hạ, lượng nước ở khu vực rất ít, có những tháng khô hạn. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nước phục vụ cho đời sống sinh hoạt của người dân ở phường Hòa Hiệp Bắc. Môi trường sinh thái trong khu vực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin về vụ việc khách hàng bỗng dưng mất 58 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB. Theo đó thì Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Bùi Thị Quài Anh là giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt cả số tiền là 338 tỷ đồng của nhiều bị hại. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng MSB về việc phát hiện Bùi Thị Quài Anh, 40 tuổi, ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội, giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18 tháng 10 năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Quài Anh. Bước đầu xác định, bà Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Trước đó, bà NTL ở Hà Nội cho biết số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản mở tại ngân hàng MSB bỗng dưng biến mất. Chương trình xin được tiếp tục với thông tin trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, đang đi xe đạp chở dưa leo xuống chợ bán thì bà BTM 57 tuổi ở Hòa Bình đã bị ô tô tải đi phía sau tông tử vong. Đáng nói nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ngủ gật.
Thông tin ban đầu thì xe ô tô do anh NHC, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa điều khiển, di chuyển theo hướng từ thành phố Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình đi huyện Kim Bôi. Khi đến km 21 đường 12B thuộc xã Vĩnh Đông, huyện Kim Bôi, ô tô do anh C điều khiển đã xảy ra va chạm với người đi xe đạp cùng chiều là bà M. Cú va chạm mạnh khiến cho bà M tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu xác định là do tài xế ô tô ngủ gật. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, việc một số người tham gia giao thông có hành vi biểu diễn xiếc trên đường phố như là lái xe máy buông cả hai tay hay là bốc đầu xe, nằm dài trên yên xe, thậm chí là lạng lách trước đầu xe khác khiêu khích gây nguy hiểm, ngày càng gia tăng khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc. Chỉ trong những tháng đầu năm 2024, rất nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng xử lý và lập biên bản. Camera 24 giờ ngày hôm nay đã tổng hợp những tình huống này. Mời quý vị cùng theo dõi. Sự việc sao xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Một người đàn ông lái xe máy với tốc độ cao liên tục lạng lách, đánh võng, tạt ngang đầu ô tô và lao qua đường ngược chiều, suýt đâm trực diện vào ô tô. Hành động của người này khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng sợ. Sau khi làm xiếc trên đường, người này chạy xe đến khu vực ngã 6 thành phố Buôn Ma Thuột thì bị lực lượng công an đón lõng bắt giữ, đưa người và phương tiện về trụ sở công an phường Thắng Lợi làm việc. Vụ việc này xảy ra trên đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo clip ghi lại cho thấy, nam thanh niên nằm dài điều khiển xe máy chạy vào làn đường dành cho ô tô hướng từ thành phố Vũng Tàu đi thành phố Bà Rịa. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên này còn liên tục lạng lách rất nguy hiểm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên rồi nhanh chóng nằm xuống, tiếp tục điều khiển xe. Sau đó, clip đã được chuyển đến lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xác minh xử lý. Mô tô có gắn camera hành trình khi đang lưu thông ở làn cao tốc của đại lộ Thăng Long, đoạn qua nút giao Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã ghi lại được hình ảnh người điều khiển xe máy không những nằm trên yên xe mà còn đi vào đường cao tốc, đường cấm mô tô xe gắn máy. Sau khi tạt đầu hàng loạt ô tô đang lưu thông với vận tốc gần 80 km/h, tài xế nằm trên yên xe máy chuyển hướng cho phương tiện ra nút giao đường 70 Nhổn, Hà Đông. Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính chủ xe, lái xe liên quan và mời đến đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 làm việc. Theo trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô ghi lại cho thấy, hai thanh niên ngồi trên một xe máy liên tục đánh võng, lạng lách, cản trở giao thông tại km 1318 đến km 1320 trên quốc lộ 1A qua địa phận xã An Mỹ và xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Sự việc sau khi xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc vì hành vi coi thường an toàn tính mạng của bản thân và người khác. Trạm cảnh sát giao thông Tuy An đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời phối hợp công an xã An Mỹ mời hai người ngồi trên xe đến làm việc xử lý theo quy định pháp luật. Vào khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 3 trên tuyến đường Vành Đai 2, Hà Nội, một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ khi đang di chuyển thì bất ngờ nằm dài trên yên xe rồi lao đi vun vút. Chẳng những thế, nam thanh niên còn lấn làn ô tô. Đây là hành vi phạm luật giao thông gây nguy hiểm cho người đi đường. Nghị định số 100 năm 2019 quy định mức phạt cho hành vi nằm trên yên xe điều khiển xe là 6-8 triệu, tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe 2-4 tháng. Nếu gây tai nạn, mức phạt lên tới 14 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Thu nhập ổn định nhờ trồng bưởi diễn theo hướng hữu cơ. Nhiều học sinh ở Quảng Ngãi nghi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo trước cổng trường. Các bậc phụ huynh cần phải hết sức lưu ý.
Các hãng hàng không mở bán hàng trăm ngàn vé máy bay phục vụ dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ đã giúp cho nhiều nhà vườn nâng cao thu nhập. Như là tại Hà Nội, với diện tích 2,7 hectare, vườn bưởi Diễn gần 20 năm tuổi được trồng theo hướng hữu cơ đã mang đến thu nhập ổn định cho hộ gia đình ông Lê Hữu Diện ở thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ. Năm 2025, ông Diện đã mạnh dạn chuyển đổi 4 sào đất đồi khó canh tác sang trồng 140 gốc bưởi Diễn. Thời gian đầu, do ít kinh nghiệm nên cây bưởi phát triển kém và ít trái. Không nản chí, ông tự mày mò nghiên cứu tài liệu, tích cực tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trồng bưởi Diễn. Giờ đây, vườn bưởi Diễn đã phát triển khỏe mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông. Ông Diện cũng mạnh dạn đầu tư 120 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Nhờ đó mà việc chăm sóc cây bưởi cũng trở nên dễ dàng. Hiện nay, mô hình trồng bưởi hữu cơ của gia đình ông đã góp phần thay đổi thói quen canh tác của người dân địa phương, lan tỏa cách làm nông nghiệp sạch tới nhiều hợp tác xã trên cả nước. Đây là mô hình trồng bưởi hữu cơ đầu tiên của huyện Chương Mỹ. Ông Diện mong muốn trong thời gian tới, những trái bưởi Diễn hữu cơ này sẽ được xuất khẩu đi các thị trường nước ngoài như Mỹ và Nhật Bản, giúp tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, để cây bưởi mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Xã Giang Tao, huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắk là nơi duy nhất của Tây Nguyên còn nghề làm gốm cổ của người Mờ Nông. Trải qua nhiều thăng trầm, người Mờ Nông vẫn giữ gìn nét độc đáo của nghề truyền thống này. Vẻ đẹp mộc mạc và kỹ thuật chế tác thô sơ đã làm cho sản phẩm gốm nơi đây có những nét độc đáo riêng. Đến nay thì làng gốm Giang Tao từng bước phát triển kết hợp với du lịch và bảo tồn làng nghề truyền thống. Trải qua thăng trầm, nghề làm gốm của người Mơ Nông ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk vẫn duy trì được nét độc đáo mà khó nơi nào có được. Thợ làm gốm là những người phụ nữ Mơ Nông được truyền nghề qua nhiều thế hệ, tạo hình sản phẩm gốm bằng cách chỉ sử dụng những công cụ giản đơn theo phương pháp thủ công truyền thống. Tôi rất tự hào về nghề truyền thống của dân tộc mình vì không dùng máy móc mà dùng cây, mảnh vải. Cũng khó nhưng mình cố gắng học nghề này để mình biết nhiều hơn về gốm. Từ việc tạo hình đến vẽ qua văn, đồng bào dân tộc Mơ Nông chỉ sử dụng những thứ sẵn có trong tự nhiên như que tre, thanh củi, mảnh vải để hỗ trợ. Bà con thường trang trí những hình thù gần gũi với đời sống, qua đó thể hiện sự kết nối và quá sâu sắc với môi trường tự nhiên. Sau khi tạo hình phơi khô, gốm được nung lộ thiên với củi và trơm khoảng 1 giờ đồng hồ. Hồi xưa chủ yếu làm nồi nấu cơm, chén, tô ăn cơm, đồ sinh hoạt trong gia đình. Từ khi phát triển du lịch thì mình nghĩ và làm nhiều con vật để lưu niệm như con voi. Nghề làm gốm nung của người Mơ Nông, huyện Lắk có từ lâu đời. Trải qua thời gian, nghề này dần dần bị lãng quên. Buôn Dòng Bắc, xã Giang Tao, huyện Lắk là nơi vẫn còn duy trì được nghề này. Ngành chức năng trong tỉnh đã có những chương trình hỗ trợ để bảo tồn kết hợp với du lịch để gìn giữ và phát triển nghề thủ công truyền thống này. Thời gian gần đây, tình hình bệnh dạy diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tiêm phòng dạy không thả rong chó mèo là biện pháp đang được đẩy mạnh thực hiện, bởi thực tế cho thấy là nhiều con chó thả rong hết sức hung hãn, sẵn sàng tấn công con người. Ngoài chấn thương nghiêm trọng thì còn tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh dại. Như là tại Hà Giang, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Diệt Quang, huyện Bắc Quang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhiều người bị chó dữ tấn công, trong đó có một bé gái trọng thương phải nhập viện điều trị. Theo chị Đê là mẹ của nạn nhân, mới đây con gái chị 5 tuổi được bạn gọi sang chơi. Khi cô bé đang trên đường đi cách nhà khoảng vài chục mét thì một con chó dữ lao tới cắn. Bé gái được chuyển tuyến về bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Các bác sĩ đã cho bé gái tiêm huyết thanh phòng dại và tiếp tục theo dõi. Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Diệt Quang cho biết, con chó trên cắn làm cho 4 người bị thương, trong đó có 3 cháu bé và 1 người lớn. Bé gái còn chị Đê bị thương nặng nhất. Lực lượng chức năng huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ nhiều học sinh nghi là bị ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc trước cổng trường. Vụ việc tiếp tục là lời nhắc nhở, các em học sinh không nên mua các loại quà vặt không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ để có thể đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình.
Khoảng 3 ngày gần đây, nhiều học sinh của trường trung học cơ sở Hành Tín Tây, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã mua và ăn một loại kẹo bán tại một quán nước trước cổng trường. Nhìn bên ngoài, kẹo dạng viên có vỏ bọc, vỏ kẹo nhiều màu sắc nhưng không có nhãn hiệu, nơi sản xuất hay là thông tin liên quan đến xuất xứ. Sau khi ăn loại kẹo này, các học sinh bị buồn nôn, đau bụng, tức ngực. Nhiều em được đưa đến trạm y tế xã theo dõi và ổn định trở lại. Riêng 15 học sinh nặng được chuyển đến trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành theo dõi điều trị. Lực lượng chức năng đã phát hiện tại quán trước cổng trường trung học cơ sở Hành Tín Tây đang bày bán loại kẹo mà học sinh ăn. Sau đó có biểu hiện ngộ độc. Chủ quán cho biết là mua 4 gói kẹo trọng lượng 0,5kg một gói, không có nguồn gốc xuất xứ về bán cho học sinh. Và tại thời điểm kiểm tra thì đã bán 1,2kg, tại quán chỉ còn 0,8kg. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân có địa chỉ tại Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng giảm mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay do uống rượu ngâm củ ấu tẩu. Qua khai thác thông tin từ gia đình, 4 bệnh nhân ăn cơm trong bữa trưa có uống rượu ngâm củ ấu tẩu. Sau khi uống thì bệnh nhân bắt đầu cảm thấy nóng mặt, đau đầu dữ dội, đau bụng, tức ngực, khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu. Và sau khi tiếp nhận, kiếp trực đã lập tức cấp cứu theo phác đồ phản vệ. Sau khi cấp cứu, hồi sức tích cực, cả 4 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ khuyến cáo là củ ấu tẩu hay còn được gọi là củ ấu tàu được xếp vào danh sách thuốc độc bảng A. Và trong thành phần của nó có chứa aconitin là một chất rất là độc. Và trong trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc rượu ấu tẩu thì người nhà cần phải xử trí cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân bằng cách là gây nôn ngay, sau đó thì nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Và tuyệt đối là không để người bị ngộ độc ở nhà tự theo dõi và trị bệnh. Bệnh nhân có thể tử vong nhanh do suy hô hấp hoặc là loạn nhịp tim. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý liên quan đến việc đi lại của người dân bằng đường hàng không. Nhằm đáp ứng nhu cầu dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thì các hãng hàng không mở bán hàng trăm ngàn vé máy bay phục vụ khách du lịch dịp cao điểm. Trong đó, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng với hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 4 cho đến ngày 2 tháng 5. Trong đó, số chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay du lịch giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Quế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo. Với đường bay quốc tế, hãng tập trung đang tăng tải các đường bay đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia. Phía hãng đánh giá hiện nhiều chuyến bay từ Hà Nội, Quế, Quảng Bình, Nha Trang, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc. Dịp cao điểm đã đầy chỗ từ 50 cho đến 70%. Khảo sát nhanh giá vé trên kênh trực tuyến khởi hành từ ngày 26 tháng 4 về là ngày 2 tháng 5 trên chặng bay Hà Nội Phú Quốc thì giá vé dao động là từ 6,5 cho đến 8 triệu đồng. Một chuyến bay khung giờ trưa trên chặng bay này thì chỉ còn vé thương gia giá là 7,3 triệu đồng một chiều. Hà Nội Đà Nẵng thì giá khứ hồi là 5,2 cho đến 9 triệu đồng. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng thì có giá khứ hồi là từ 5,2 cho đến 9,5 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc là từ 3,6 cho đến 9 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua giới trẻ đổ xô về trekking tuyến đường dòng núi Đèn ven biển Hà Tiên. Đây chính là tuyến đường đẹp nhất thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang khi có hàng cây dương uốn lượn theo bờ biển. Đường dòng ven biển núi Đèn dài hơn 3 km đang trở thành điểm đến của rất nhiều bạn trẻ. Đường được đưa vào sử dụng đầu năm 2024. Toàn tuyến đường có hàng cây dương uốn lượn ven bờ biển. Một bên là sườn núi, còn bên kia là bờ biển Tây Nam. 3 tháng đầu năm 2024, thành phố Hà Tiên đón gần 865.000 lượt du khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Từ đầu năm 2024, thành phố Hà Tiên đã tăng cường vệ sinh sạch sẽ ở tuyến đường ven biển núi Đèn để thu hút khách du lịch nhiều hơn. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.